Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ làm tựa game Far Cry 4. Và đây là tựa game mới nhất của Ubisoft mà sau khi tựa game Assassin's Creed Unity vừa ra cách đây mấy ngày. Thì bây giờ mình sẽ làm tập đầu tiên nha các bạn. Thì đây là tựa game mà mình vừa mới download từ hôm qua về. Thì nói thật thì lúc đầu mình cũng không tính làm Far Cry 4 đâu. Nhưng mà hôm qua mình may mắn là mình tình cờ được ông bạn cho mượn free, share free tựa game Far Cry 4. Và mình bắt đầu mình thấy nó rất là... cũng có một cái gì đó gọi là cái chất riêng của nó và nó có vẻ là hay, và mình nghĩ là mình sẽ làm walkthrough từ game này trong thời gian tới. Nếu mà các bạn có hỏi là mình có chơi Far Cry lần nào chưa thì mình có thể nói là hồi lúc trước mình có chơi Far Cry 3 trên Xbox 360. Thì phải nói từ game đó rất là hay, cái hòn đảo của nó rất là sinh động, nó rất là đẹp. Nhưng mà mình không có chơi hết từ game đó, và nhất là thời gian là mình không có thời gian nhiều. Và thứ hai là mình không có khả năng kiểu như khám phá những từ game này một thời gian dài. Và cũng như nãy mình đã nói là mình không có thời gian. Thì bây giờ mình lại quay trở lại với Far Cry 4 và mình mong là mình sẽ hoàn thành nguyên cái tựa game này sớm nhất có thể. Và nếu như các bạn nào muốn hỏi thì mình cũng nói luôn, thì trong cái phần thumbnail mình cũng đã có ghi là PS4. Thì tất nhiên là ý của mình là tất cả tựa game walkthrough trên channel của mình làm thì đều là walkthrough ngay trên máy PS4. Thì và mình cũng nói luôn, thì nếu mấy các bạn nào thấy chất lượng của PS4 không bằng PC thì mình phải công nhận ok, đó là chính xác, mình không có nói gì hết. Tại vì những tựa game này trên PS4 hầu như nó chỉ chạy cỡ khoảng hai mấy đến 30 FPS mà thôi. Còn so với PC thì cái đó là một khác, có khi nó lại lên tới hơn 60 FPS chẳng hạn, tùy theo cấu hình máy. Thì để giải thích cho vấn đề này thì nó là một cái chuyện khác nữa. Thì bên ngoài những game hardcore thì những cái game trên PS4 là không hướng tới 60 FPS. Thì bên này chỉ hướng tới 30 FPS nhưng mà đảm bảo mức 1080. Vì vậy đó là vấn đề tại sao mà mình nghĩ là mình chỉ nên quay 30 FPS mà thôi. Mr. Ghale, this is Chet Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Ghale, you'll need to bring with you the passport for the deceased, the original and the alien. Hey. Passport. Breathe. I'll do the talking. What's happening? कहाँ पे आ रहे हो? पटना बॉस. पटना? पटना में क्या? परवा है तो बाढ़ में जा. लेकिन हमारी रेंज में. हाय. मैंने कहा बाढ़ में जा. कुछ है? अभी तक कुछ नहीं. कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो. चुप. मिल गया? कुछ मिल गया? आलो. चलो चलो. बस से निकलो. ए रुक. रुको. साले. Get down on the ground! Get down now!
I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking chopper, you couldn't fucking do that! At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? Strong, silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know? Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little... right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. It'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Và chào mừng các bạn đến với Far Cry 4. Knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Diplur. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again. Terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. Ajay Ghale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Men. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we are. Hmm? All right. Look at this with the smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no. No, men only really love you in hindsight. When too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, no. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see it. Really, guys, we're not checking for these anymore?
I'm with Ajay Ghale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. If you're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on, cry for help. Cry for help. Help. Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Thì cái nếu mà cái này so với Far Cry 3 thì cái nhân vật phản diện nó là một cái vấn đề là mình khá là thích thú với đối với thằng Pagan nhiều hơn là so với Vas trong Far Cry 3. Thì mình có vẻ là thấy anh chàng này có các cá tính á, mình phải gọi là có cá tính. Thì mình rất thích cái anh chàng này, cái style nó rất là chất. Và nó chỗ này đẹp quá, phải công nhận. Tựa game này khá là tuyến tính nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp. Nhưng mà cái một số phần đầu thì các bạn chơi như Animation rất là tuyến tính. Tuy nhiên khi bạn chơi cái phần chính nó sẽ là một thế giới mở, Open World. What the fuck? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nào. Thì theo nãy thì Pagan Min đó là bảo mình phải ngồi ở đây thưởng thức cái gì đó mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải đi thôi chứ trong đây thì mình không thể nên tin mấy thằng như thế này được. Thì theo một số thông tin mình chơi hoặc là coi bên mạng trước đó thì theo mình biết đó là mình đang ở trên ngay đỉnh Himalaya. Và nãy giờ mình chơi thì nó lại có cái gì ngay đây nè. Hôn Dung để đọc Uncle John hay Daddy vãi thiệt. Để mình đi luôn này. Thì một số thông tin mình biết được là mình đang ở trên dãy Himalaya. Rồi một số chuyện của mình ở đây là kiểu như là như các bạn thấy trong cái cutscene hồi nãy á, thì là cái gì vậy, mấy gì chớp đèn, cái gì nghe kinh quá vậy. Thì cái cutscene nãy nó lại có cái lời nói của theo mình biết là mẹ của cái thằng mà nhân vật chính mình đang chơi đây. Oh what the fuck, mấy này làm gì kinh vậy. Nó hành người ở đây luôn. Cái ông hồi nãy là bạn đi chung với mình mà ông này hình như kiểu như không có thái độ tốt với tụi này, tụi nó chửi với một chập. Ajay Ghale, my name is Sabal, I'm with the Golden Path. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Shit, they know we're here. The door! Quickly! Ajay, with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, I got it. One, two, three! Stay close! Rồi chưa gì mới vô là mình phải bắt đầu chạy rồi. Tụi này nó ghi những cái thằng này là ai mình cũng không rõ nữa, nhưng mà hình như là tụi này nó đột nhập vào khu của thằng Pagan Min. Thì mình nghĩ là tại sao mình không nên chơi với Pagan Min. Thằng ít ra thì Pagan Min kiểu như nó là chú hay gì của mình, mà nó cũng có ý định là nó giúp mình đi rải cái cho để mình chỉnh cái này tí. Thì mình chỉnh cái subtitle tiếng Anh cái đã, nãy mình quên chỉnh, đâm ra cái nguyên cái cutscene đầu nó không có sub. Thì kiểu như là mình mã má của mình thì chết hay gì đó. Thì trong cái đoạn cutscene đầu tiên nó lại dẫn đến mình kêu là mong ước của má lại muốn mình phải đi rải cái trò của bà má hay trên cái khu gì đó Lashkama gì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà có lẽ là trên cái dãy núi này. Thì bây giờ là mình kiểu như đi thực hiện cái lời hơn lời nói của bà má và mình rải trò. Thì tới đây thì có vẻ là mình không có được hành y để mình đi tiếp nào. Hành trình thì tới đây là nó không có được
toàn vẹn lắm. Nhất là bây giờ chưa gì đã bị bắn tối bụi rồi. Lên xe, ok đi. Ui, đăng ký cái xe kiểu nhìn mấy xe này nhìn... what the... con voi. Mấy xe này nhìn mấy xe túc túc vậy mà nhìn... ôi, mấy con voi ảo lòi thiệt. Thì đổi cho thì mình nghĩ là có thằng Pagamin nó sẽ giúp. Nhưng mà mình tại sao là mình cũng không rõ tại sao này phải chạy và thằng này có cái lý do gì để tụi này nó lại quan tâm một mức đặc biệt như vậy. Bên phải để nhìn xung quanh, bên trái ở không, R2 là bên phải nhưng mà bấm đè xuống để bắn. Ok ok, cái này cũng thú vị chứ. Các bạn có thể có thể nhìn ra được sâu luôn à. Thì hồi trước tới giờ thì mình nghĩ là mấy tụi game bắn súng thì lái xe không có thể nào nhìn, ui fuck you bitch, thì không thể nào nhìn ra sâu được. Tuy nhiên cái tụi game này nhìn ra sâu khá là thú vị, nhìn nó ngộ ngộ. Ủa sao thấy ai vậy? Nó bắn ngay trước mà hồi nãy mình thấy nó phía đằng sau nữa. Ngay cái miếng dấu hiệu nó lại báo là đằng sau có nữa, nhưng mình quay lại không thấy ai hết. Bên trái là mình quay không được rồi, nhưng mình quay bên phải thôi. Ôi tụi này nó đông mà bắn nó không xi nhê, cảm giác nó giống như là không ăn đam vậy. Nhìn nó tội xong luôn rồi. Đậu xanh rồi mình rớt xuống. Cái này là mình cũng không rõ là cutscene hay là chết thiệt nữa. Mình nghĩ là cutscene tại vì chết nó cũng không có ảo cỡ mức như vậy đâu ha. Đúng rồi, cutscene. Ok, đi tiếp không? Ủa, cái thằng lái xe nó chết rồi, nó bị cây đè chết rồi. Nó tội này. Bộ đàm cho mình lấy được mà phone. Chắc lấy đi. Hello. Điện thoại công nhận cứng vãi, kiểu như Nokia. I don't know, fuck. The driver's dead. Má, cái gì gặp gì cũng fuck hết. Và bây giờ cái hành trình của mình là phải đi tới cái chỗ nào đó mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà phải nói là wow, đẹp. Cái khung cảnh rất là đẹp, nhìn nó rất là bắt mắt. Với cái thiết kế mà cái định ủ gì đây? Style Fundamentals Detection Meter Throw Rock Crotch. Ok, đã hiểu, đi tiếp nào. Ok, ui, à mình hiểu rồi, nó kiểu như nó hướng dẫn mới chơi. Mình nghĩ là mình lẻn như mấy cái cây này nó sẽ không thấy mình đâu. Thì thường mình nghĩ là vậy, thì game nó rất là ảo, nó làm những cái như thế này nhìn rất là đẹp. Nếu về phần đồ họa thì nếu các bạn nhìn bên rõ ràng trải nghiệm ngoài đời thì nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, nhìn nó rất là thú vị, rõ và nó tạo cảm giác phấn khích lắm. Như mình đang chơi, lúc đầu thì mình cũng đâu tính mua đâu, mình còn suy nghĩ đắn đo lắm. Nhưng mà hên được cái là hôm nay mình được chơi chùa free hoàn toàn 100%. Đâm ra cái mình cũng đang cố gắng thưởng thức cái tựa game này. Thì mình cũng để mình sửa cái thằng này trước đã. Ui. Nếu mà so với Takedown thì mình nhớ không lầm thì mọi thứ, cái animation thì ở Far Cry 4 nó vẫn giống như Far Cry 3. Một số vấn đề thì nó cũng như vậy, nó giống như Far Cry 3 vậy. Nhưng mà mình mong cái đồ họa, ôi đằng sau, sợ đằng sau nó thấy mình kìa. Thì cái đồ họa thì nó cũng đưa, mình nghĩ là nó cải tiến hơn, nhìn nó rất là ok, nhìn nó rất là đẹp. Nhìn như mình nãy nó nói là nó bắt mắt, nhìn nó hấp dẫn lắm. Rồi cái hiệu ứng thì mình nghĩ là giống nhau, đa phần là vậy. Mình còn một thằng ở đằng kia nữa nên mình xử nó luôn. Thì đây mình đang cố gắng stealth hết cỡ. Có mấy cái bụi cây này nhìn cũng khá là thú vị. Dao thì này nọ, giờ nãy giờ mình không có gì, mình chỉ mua con dao lượm của thằng kia. Mình chắc là mình nghĩ là mình sẽ xong lên luôn rồi. Còn có thằng ở đâm nó cũng biết, cũng đâu có sao ta. Ôi mấy thằng này già hết rồi, còn đâu phải trẻ nữa đâu. Ôi có thằng đằng kia, nó đứng cầm súng với mình đi ngồi xuống thì nó giảm cái tiếng động đi, nó sẽ khó phát hiện hơn nhiều. Ôi quanh đây chắc không ai nữa không? Mình nghĩ là tại sợ có đằng sau cái thằng này là có một thằng khác nữa, kiểu như vậy. Joe Rock chọn cục đá làm đánh lạc hướng. Những cái pha mà rồi nó lượm, có nó có cây AK hay gì để mình lượm cây AK đó. Ok có AK rồi. Mấy thằng này thì không biết là mình có nên bắn nó không, nhưng mà để xem có đường đi đường vòng để luồn ra sau lưng hai thằng này hay không. Để coi thì mình bên đây thì sẽ toàn đá hay này nọ để mình kiểm tra bên đường này có đi đường nào được nữa không. Mình nghĩ là chắc không có trèo lên được đâu, cho nên không biết giờ làm như ta, mình đi thẳng qua hay là bắn nó luôn đi.
Ừ, có hai thằng mình nghĩ là chắc nó cũng không có gây tiếng động gì to tát lắm đâu, nên mình bắn đấy rồi. Một thằng. Cái hệ thống bắn của này rất là khó. Tính tới thời điểm mình chơi bây giờ là mình cầm cái súng này rất là khó chịu, kiểu như là mình các bạn dùng auto aim nhưng mà nó lại aim một phía lên trên, chủ yếu là không headshot được nữa mà là nó cao hơn cái đầu bắn không trúng, khó trúng hơn nhiều. Move body, giấu sát thằng này coi. Thấy nó xuống sông. Hai thằng xuống sông hết. cho trôi hết trên xuống sông. Kiểu như là dân chuyên nghiệp ấy. Giết xong là phải giấu xác rồi thảy xuống sông, chặt ra từng khúc. Để mình coi mình đi tới đâu, nhưng mà cái khu này gọi là rất là đẹp. Ôi ôi. Phải nói là trong đây thú vật nó cũng không tha cho nhau nữa. Thậm chí thằng bạn mình nó còn quay một cái clip là đại bàng. Cái gì đây? Bait. À, dùng để skin cái này. Rồi bạn có thể dùng mấy cái miếng mồi của mấy con này để dụ mấy cái con thú dữ khác tới để hành mấy thằng khác. Mà nó tốn thịt thôi chứ không biết gì hết, nhưng mà nhìn đẹp quá ta. Phải nói là công nhận rất là đẹp. Thì cái này cảm nhận của bạn của mình thì mình nghĩ là các bạn nên mua tựa game này và thưởng thức cho chính bản thân mình thì mới thấy nó thú vị hay cái mức nào. Thì đến tới điểm hiện tại thì mình nghĩ tựa game này nó cũng rất là ok, rất là hay rồi, mà đằng kia có mấy thằng kia kìa. Thì nhưng cái giá trị trở lại của Far Cry 4 thì mình nghĩ rất là khá là cũng ở mức tầm trung thôi, chứ còn giá trị chơi lại cao thì mình không nghĩ là vậy. So với phần co-op thì co-op của Assassin's Creed Unity nó lại khiến cho người chơi nó cảm thấy như là phấn khích hơn, nó có tạo cảm giác cho người chơi thú vị, thích hơn, thích thú hơn. Còn nhưng so với Far Cry 4 thì mình thấy cũng bình thường, cũng không có hấp dẫn thú vị cho lắm, nó cũng chỉ thuộc lại kiểu như hai người co-op rồi đi vòng vòng bắn nhiệm vụ, nhưng mà nó lại rất là nhàm chán, cũng không có gì hứng thú gì đặc biệt. Ui, để mình giết cái thằng này đó. Take down. Nãy giờ mình toàn chơi take down không à. Take down kiểu như mình nghĩ là nó take down sẽ nhiều điểm hơn so với khi mình bắn bằng cái này. Thì mình nhìn nó cũng chuyên nghiệp hơn nhiều, nó kiểu như là assassin ấy. Kiểu như mấy thằng ninja chạy lại đâm một phát. Nhưng mà cái animation phải nói là mình liên tưởng tới Far Cry 3 nhiều. Bây giờ mình để mình coi. Ở đằng kia hình như là có một cái outpost. Thì nếu các bạn nào đã chơi qua Far Cry 3 thì mình nghĩ là các bạn cũng biết cái outpost là cái gì. Thì thường những cái khu này nó tập trung nhà địch rất là nhiều. Cái gì đây? Camera. Bấm nút lên. Ok. Bấm nút lên để nhìn camera để tag mấy thằng này đứng đâu. Thì mình cũng đang chờ cái chứ. Ồ, có con hổ nữa. Hổ hay beo gì đó, mình cũng không rõ nữa. Thì nó giúp tag được mấy thằng này để mình biết cái đường đi mà nước bước để tính sao cho rõ là đi cho nó tiện. Nó không có đi bừa như trước nữa. Và đây có một thằng nữa, mình check lại thêm lần nữa, đúng rồi. Xem bên này còn ai nữa không ta. Thì nhìn cho kỹ thì mình mới có thể hành động được. Ok, để bây giờ mình nghĩ là mình sẽ giết cái thằng đang ngồi ở đây trước. Mà mình phải đi tìm đường lên nữa, không biết cho mấy cái lá này mình có lên được không ta. Ừ, mình lên đường nè. Ôi, mình chỉ mới lên là nó nghe luôn rồi. Phải công nhận mình né vô cây cối là nó lại không biết mình ở đây. Rồi để mình trốn cái đã, tụi nó mới phát hiện ra mình rồi. Nhiều lúc mình cũng không muốn làm Rambo đâu, nhưng mà riết mấy tựa game stealth mình cũng cố gắng stealth lắm rồi chứ. Nhưng mà thường thì đa phần hay bị tụi nó phát hiện là nhiều, trong khi mình cố gắng và nó không biết tại sao. Nhiều cái phát hiện cũng rất là khá là cái nội dung hơi nhảm. Ok, còn thằng ở đây nữa. Ôi, này thì nhìn. Còn hai thằng kia, mình nghĩ là mình Rambo luôn chứ rồi. Cầm dao đâm chém cứ như thật á. Đâm ảo lòi lắm. Đâm phát chết luôn không à. Ajay, my boy, are you busy? You don't mind me calling, do you?
fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family we killed? Regardless, next time I can promise you a better spread. That's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Thì mình nghĩ là mình sắp tới cái chỗ mà cái nhóm gì hồi nãy lúc gọi điện nó lại báo mình tới ngay chỗ này. Cũng gần tới rồi, nó lại chỉ cái hướng đi lên đâu ấy mà mình đang cố gắng tìm đường lên. Thì cái khu, phải nói là cái khu này nhìn rất là đẹp, phải công nhận là vậy. Mình chắc nhảy qua được mà, ừ chắc vậy. Mình nghĩ là vậy, chỉ có vậy, có mỗi cái đường đó đi là đi tiếp theo thôi, chứ đường khác thì mình nghĩ không có rồi, cho nên nãy mình nhảy luôn. Mà phải công nhận là qua nên nó lại có thật. Ok, thì nó đã đi tới đâu thì nó lại hướng dẫn tới đó. Reach the bell tower. Nhưng vấn đề tới đây như ngõ cục rồi hay sao, mình cũng không rõ nữa. Và đây nè, có đường lên hay gì không, hay là... Ồ, có sợi dây nè, có sợi dây nè. Ờ, đúng rồi, có sợi dây lên đường nè, lên được. Ascend, descend, jump. Dùng cái nào đây ta? Ok, thôi cứ lên đại đi. À, đúng rồi, mình phải dùng ascend thì nó lại lên nhanh hơn. Nó lại trèo thẳng một mực lên luôn như thế này. Ừ, nhìn nó rất là dễ chịu hơn. Climb. Ok, chúng ta lên rồi. Nãy giờ đứng toàn ngắm cảnh không à. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, thì mình cũng gần tới cái chỗ gì rồi. Nó bảo là mình còn có 88m nữa thôi. Reach the bell tower. Mình cũng gần tới rồi, để mình chạy lên đây luôn. Mình nghĩ là cái dần kia là cái bell tower như hồi nãy tôi đã nói. Ok ok. Bên đây có không ta? Kiểu nó, mấy cái này nó lại nhìn khá là giống cái old boss nên phải cẩn thận. Mấy này, ôi, mấy này là địch thì mấy này là bộ chứ phải địch. Bò. Lấy đồ đi xuống cái đã. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bar. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. I see the enemy! Damn. Some of Pagan's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. À, mình không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nghe súng đạn bắn ở ngoài kia thì tất nhiên là đây là không phải là một chuyện tốt lành gì rồi. Thì ôi một đống luôn, kiểu như quân địch hay gì đó, mình không rõ nữa. Để coi nào, cái sử dụng bắn của từ game Far Cry 4 này nó rất khó, là khó. Mình dùng auto aim nhưng mà nó thường aim chỗ gì đâu không mà rất khó chịu, nó không có aim chính xác được ở nhiều lúc. Cho nên nhiều lúc mình bắn trượt thì nó nhảm. Ồ, còn kia nó nhìn nó tay hết mất cửa. Nó té nhập mặt vô tuyết, không biết làm gì luôn. Ồ, thằng này nó lái xe nó mới ghê chứ. Thấy xe trượt tuyết nữa, nó chạy vòng đi. Chạy luôn đi, còn dừng lại nữa, what the. Qua đây, bên đây còn ai nữa không ta? Để mình nạp đạn vậy đó. Mình nghĩ là mình cũng cần hết máu hay gì đó. Mình cái thanh mà nó cứ mất đỏ đỏ hoài, mình không rõ là thanh máu hay thanh gì. Còn hai cái thanh xanh xanh là cái thanh gì đó mình cũng chưa rõ nữa. Vậy cái đó mình phải tìm hiểu sau. Rồi cái thanh dài nhất hình như là thanh máu gì này. Phải cứ mình cũng không chưa biết đâu các bạn. Mình thấy nãy giờ mình bắn, mình cứ đúc đầu ra là bắn cho nó giảm. Cho nên chắc là thanh máu mình cũng gần hết máu rồi, gì đó mình cũng không rõ nữa. Ồ, công nhận. Mấy cái này bắn khó thiệt, nó đi auto aim dở quá. Thì cũng phải nói là mình bắn từ game này đây mới là lần đầu, cho nên mình dùng auto aim rất là nhiều. Cho nên nếu mà mình bắn có dở thì mong là bạn bỏ qua cho ha, thông cảm. Vì kiểu như game mới mà đâu có biết bắn đâu. Còn non cái gì nó rung kinh vãi là. Oh what the ôi đừng nói là glitch nha hay gì nha.
You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right?